chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương lên phát biểu khai mạc diễn đàn. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Phan Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Thưa các vị đại sứ và đại diện của các tổ chức quốc tế. Thưa toàn thể các nhà chuyên gia, nhà khoa học và các quý vị đại biểu. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới vào năm 1986 đến nay. Trước bối cảnh và những điều kiện mới của giai đoạn phát triển sắp tới, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 được thông qua tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định quan điểm xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế, phải hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ, tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn và bất thường từ bên ngoài, phát huy nguồn lực là yếu tố quyết định gắn với ngoại lực và sức mạnh của thời đại. Để góp phần triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đồng thời phục vụ việc xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình hội nghị Trung ương 6 khóa 13 trong thời gian tới. Hôm nay được sự đồng ý của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư với chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Diễn đàn năm nay có nhiều điểm đặc biệt, trong đó việc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi đặc biệt và một cực tăng trưởng đang đóng vai trò là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước, thành phố năng động và đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Trước hết, cho phép tôi thay mặt các đơn vị đồng chủ trì và phối hợp tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp quan tâm cho ý kiến về chủ đề của diễn đàn cũng như chỉ đạo của các cơ quan chính phủ phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức diễn đàn năm nay. Tôi cũng xin được chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và toàn thể quý vị đã đến tham dự diễn đàn. Cảm ơn Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đã ủng hộ phối hợp tổ chức. Xin được kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ và toàn thể quý vị sức khỏe và thành công. Chúc diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư thành công tốt đẹp. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, thưa toàn thể quý vị đại biểu, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng với những kết quả nổi bật như quy mô kinh tế của Việt Nam đã tăng gấp 12 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,3 lần, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 29,5 lần, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng tăng 22 lần, tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 58% năm 1993 xuống còn 2,23% năm 2021 được tính theo chuẩn mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và còn thiếu ăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người đạt 2.779 đô la Mỹ vào năm 2020 và là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 trên 192 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, trong đó quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước. Đảng ta đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng và 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội nghị viện của hơn 140 nước. Chúng ta đã có quan hệ thương mại với trên 220 đối tác,
là 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Chúng ta đã ký kết và tham gia vào 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Để đạt được những thành tựu trên, nhân tố then chốt là những chủ trương, chính sách tư vấn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, nhất là về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập với kinh tế quốc tế. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu nổi bật và năng lực tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế, các cú sốc và tác động bên ngoài còn yếu, khả năng tự chủ của nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động của các hoạt động sản xuất khu vực đầu tư nước ngoài và của các thị trường lớn. Hiện nay trong cơ cấu kinh tế, khu vực vốn đầu tư nước ngoài đóng góp tới 20,13% GDP và chiếm tới 72% tổng giá trị xuất khẩu, khoảng 50% của sản lượng công nghiệp. Và nếu đánh giá căn cứ vào chỉ số giá trị gia tăng, doanh thu và việc làm, thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài chi phối tới 12/24 phân ngành công nghiệp chế biến chế tạo và đóng vai trò chi phối 4/5 ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đó là dệt may, da giày, điện tử và sản xuất đồ gỗ. Ngoài ra các ngành công nghiệp chế biến chế tạo hay ngành nhập khẩu như ngành cao su, nhựa, kim loại cơ bản và các sản phẩm cơ khí cũng chứng kiến vai trò của doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là từ các nước mới nổi, nhất là từ Trung Quốc, hoạt động chủ yếu nhập khẩu để phục vụ sản xuất. Do vậy, hiệu ứng lan tỏa đến nền kinh tế trong nước còn thấp. Số hợp đồng chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 1.000 hợp đồng trong tổng số gần 27.500 dự án đầu tư của nước ngoài thời gian vừa qua. Trong đó, chuyển giao công nghệ bao gồm đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ chiếm 13%, tỷ lệ nội địa hóa ở mức thấp, chỉ bình quân đạt 20-25% trong từng ngành. Kinh nghiệm các nước cho thấy, Việt Nam không thể thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa thành công nếu chỉ dựa thuần túy vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, kết quả phân tích cấu trúc của liên ngành của Input Output cho thấy nền kinh tế Việt Nam cơ bản là một nền kinh tế thâm dụng vốn và gia công, lắp ráp là chủ yếu, đóng góp vào tăng trưởng của GDP mặc dù đã tăng từ 34,3%. Giai đoạn 2011-2015 lên 45,9% giai đoạn 2016-2020. Nhưng trong cơ cấu của GDP, vai trò của các công nghệ mới ở cái mức rất khiêm tốn là 28,4%. Trong những năm qua, mặc dù xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo có sự cải thiện, nhưng các yếu tố nền tảng còn mức thấp. Tổng chi cho nghiên cứu phát triển của Việt Nam, cả nhà nước và tư nhân chỉ đạt 0,53% GDP năm 2019, thấp hơn nhiều so với bình quân thế giới ở mức 1,7% và với như Thái Lan là 0,8%, Malaysia là 1,4%, Trung Quốc là 2,1%. Năng lực sáng tạo còn thấp, số bằng sáng chế của Việt Nam do các cơ quan uy tín thế giới cấp chỉ bằng 1/3 của Thái Lan, 1/11 của Malaysia, 1/3,170 của Trung Quốc. Tỷ lệ bằng sáng chế trên 1 triệu dân là 0,21, như vậy tương đương 91/144 quốc gia được xếp hạng. Trong 20 năm giai đoạn 2011-2020, số bằng độc quyền sáng chế cấp cho người Việt Nam chỉ chiếm 4,62% tổng số bằng được cấp. Năng lực tự chủ của ngành công nghiệp còn ở mức thấp, với việc nhập khẩu hầu hết công nghệ, máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu chính cho sản xuất công nghiệp. Việt Nam nhập siêu tới 9,3 triệu tấn các quận hạt đóng trên một năm, nhập khẩu tới 90% bộ nguyên liệu, 40% sơ sợi tổng hợp, 50% sợi bông và 80% vải thổ cẩm, 90% các sản phẩm trung gian và phụ kiện như là sợi, dệt, vải, dệt kim để phục vụ gia công xuất khẩu, nhập khẩu. Ngành da giày nhập tới từ 40-45% nguyên liệu từ nước ngoài, 75-80% nguyên liệu và phụ kiện đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất nhựa chúng ta cũng nhập khẩu. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp còn ở mức thấp, phần lớn đang sử dụng các công nghệ phù hợp so với mức trung bình trên thế giới từ 2-3 thế hệ. Trong lĩnh vực công nghiệp, chúng ta cũng phải nhập khẩu tới 70% máy móc thiết bị phục vụ công nghiệp, giống của các loại cây trồng vật nuôi, chúng ta cũng phụ thuộc vào nhập khẩu. Ví dụ như 80% của giống rau và 60% của giống ngô là hoàn toàn nhập khẩu. Về tổng thể cho thấy, nền kinh tế Việt Nam có nhập cao, số lượng mở lớn nhưng lại phụ thuộc vào một số ít thị trường và cơ cấu thiếu bền vững. Do vậy, dẫn đến tình trạng bị phụ thuộc. Những bất cập trên đã làm cho tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu chiến lược đề ra. Biên độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm, ví dụ giai đoạn 1991-2015
ngành đạt 7,6% một năm, thì giai đoạn 2001-2010 chỉ còn 6,6% một năm, và giai đoạn 2011-2020 trung bình chỉ đạt 6,17% một năm. Thu nhập bình quân đầu người gia tăng với tốc độ chậm và nằm ở mức thấp, nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực đã nghiên cứu. Và về tương quan so với các nước trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 72,7% của Philippines, bằng 53,66% của Indonesia, 31,6% của Thái Lan, 16,4% của Malaysia và chưa tới 5% của Singapore. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, yêu cầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng rút ngắn, đứng trước nhiều thách thức, năng suất lao động còn thấp so với yêu cầu của phát triển. Ví dụ năm 2020, theo báo cáo của Tổ chức Năng suất Châu Á, APO, năng suất lao động của Việt Nam thu hậu so với Nhật Bản khoảng 60 năm và khoảng 40 năm so với Thái Lan, so với Malaysia và 10 năm so với Thái Lan. Thực tiễn điều chỉnh cho thấy để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và tới năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, thì nhiệm vụ cấp thiết có tính then chốt, nhất quán và lâu dài là phải xây dựng cho được nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, có mức độ độc lập tự chủ cao trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kính thưa đồng chí Thủ tướng Chính phủ, thưa toàn thể quý vị đại biểu, trong 2 năm qua, nền kinh tế của Việt Nam phải đối diện với hàng loạt những khó khăn chưa có tiền lệ do đại dịch Covid-19 gây nên, tăng trưởng kinh tế dưới 3% một năm và thấp nhất trong 30 năm trở lại đây. Hàng triệu người lao động bị mất việc làm, hàng ngàn doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để chống dịch. Các ngành du lịch, vận tải, nhà hàng khách sạn và nhiều ngành khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thị trường vốn và thị trường bất động sản có những biến động bất thường, nợ xấu ngân hàng có nguy cơ tăng trở lại. Đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình và ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, chúng ta đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đạt được những kết quả bước đầu. Chúng ta đã kiểm soát tốt được dịch bệnh, phục hồi nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để ảnh hưởng của dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi sau. Kinh tế quý 1 của năm 2022 đã quay trở lại đạt tăng trưởng cao, đạt 5,03%. Các lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư tiêu dùng được tăng mạnh, niềm tin của các nhà đầu tư cũng đã tăng lên. Cách đây một tuần, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P đã nâng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam từ BB lên BB cộng, ghi nhận nền kinh tế Việt Nam đang đà phục hồi vững chắc và dự báo tăng trưởng GDP 2022 của Việt Nam khoảng 6,9%, với xu hướng dài hạn là từ 6,5-7% một năm tính đến sau 2023. Những kết quả về phát triển kinh tế xã hội tốt đầu là rất đáng khích lệ, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhanh như trước đại dịch. Tuy nhiên, tác động của đại dịch vừa qua cùng với sự xuất hiện nhiều biến cố mới thuộc về bối cảnh của quốc tế, hiện tình là xung đột Nga-Ukraine đã và đang đặt ra những yêu cầu mới có tính bức xúc hơn nữa cho Việt Nam để đẩy nhanh hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Vì vậy, trong phiên thảo luận toàn thể ngày hôm nay, tôi mong muốn và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia và trong nước quốc tế sẽ tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất là làm rõ cho được những nội hàm về nền kinh tế độc lập tự chủ của Việt Nam trong bối cảnh và điều kiện mới hiện nay, nhất là yêu cầu về tự chủ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Các tiêu chí để đánh giá mức độ độc lập tự chủ của nền kinh tế, vai trò của các chủ thể, nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong việc xây dựng nền độc lập tự chủ, vai trò của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế độc lập tự chủ của Việt Nam. Thứ hai là làm rõ thực trạng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua, phân tích làm rõ được những kết quả đã đạt được, các hạn chế và tồn tại cũng như những nguyên nhân và các bài học, trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề nguyên nhân có tính chủ quan. Thứ ba là trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia và các nền kinh tế về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế và các khuyến nghị cho Việt Nam. Thứ tư là đề xuất kiến nghị để hoàn thiện và ban hành các chủ trương chính sách cơ cấu mới để củng cố và phát huy sức mạnh nội lực của nền kinh tế, góp phần
khả năng cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài. Cuối cùng là đề xuất cách tiếp cận là các chính sách giải pháp để bảo đảm giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ và toàn thể quý vị đại biểu, trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, nhiều lãnh đạo và học giả Mỹ đã đánh giá rất cao nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của Việt Nam gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Rất vinh dự cho diễn đàn kinh tế hôm nay, chúng ta sau phần báo cáo chính và thảo luận sẽ được lắng nghe những ý kiến của đồng chí Thủ tướng Chính phủ về kết luận và chỉ đạo cho diễn đàn. Tôi bày tỏ sự tin tưởng rằng sau diễn đàn này, với khát vọng đổi mới vươn lên mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát và đồng hành của Quốc hội, sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ quyết liệt toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc với sự đồng tâm nhất trí của toàn hệ thống chính trị và người dân, quá trình triển khai hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp nhân dân, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, và chúng ta sẽ có được một nền kinh tế có nội lực, có năng lực cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, có khả năng thích ứng và chống chịu trước những biến chuyển và tác động bất lợi từ bên ngoài. Một lần nữa,